Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 11 nha các bạn. Thì hôm nay mình phát biểu cái dựng lý số 2 bằng phương pháp hình học nha các bạn. Đây, dựng lý số 2 phát biểu như sau: cho một điểm A không thuộc mặt phẳng alpha, thì tôi sẽ suy ra được rằng tồn tại duy nhất, đây là ký hiệu duy nhất nè, tồn tại duy nhất một cái mặt phẳng beta chứa alpha sao cho alpha song song với beta. Ok chưa? Đây là cái định lý nha các bạn. Định lý không có chứng minh. Được chưa? Ví dụ mình vẽ hình nha, cho mặt phẳng alpha một điểm A nằm ngoài mặt phẳng alpha, thì tôi chỉ kẻ được duy nhất một cái mặt phẳng beta đi qua A và song song với alpha. Được chưa? Một điểm A nằm ngoài mặt phẳng alpha, kẻ cực duy nhất một cái mặt phẳng beta đi qua A và song song với alpha. Ok chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Các bạn nào mà vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, hoặc là các bạn nào muốn mình chứng minh thì các bạn cũng có thể comment, mình sẽ chứng minh lại sau nha. Bye bye.